chào quý vị và bà con. Hôm nay Hà Bình Ngon có mặt tại cửa khẩu ở huyện tỉnh Tân Nam Trung Quốc, giáp với tỉnh Lào Cai của Việt Nam. Chúng ta đã biết rằng là ngày xưa thực dân Pháp xâm lược nước ta thì Bác Hồ cũng đã ra đi tìm đường cứu nước, thì để có được độc lập như ngày hôm nay, và chúng ta là thế hệ sau, thế hệ con cháu của Bác Hồ, để chúng ta muốn giữ vững đất nước thì chúng ta phải phát triển. Đầu tiên là chúng ta phát triển kinh tế của chính bản thân gia đình mình, và sau đó thì phát triển ra cho xã hội, cho quốc gia, dân tộc. Chúng ta có điều kiện, chúng ta sẽ đi ra ngoài học tập và phát huy tinh thần yêu nước bằng cách chúng ta phát triển mạnh về kinh tế. Đồng thời, chúng ta mang những kinh nghiệm của bản thân mình dạy cho người khác, truyền đạt lại cho người khác, làm giàu trên bằng chính nghề nghiệp của mình. Và tất cả con cháu người Việt Nam có mặt trên đất nước hoặc ở các quốc gia trên thế giới, chúng ta làm tốt công việc. Thứ nhất, chúng ta ủng hộ quê hương, yêu nước bằng cách phát triển kinh tế, và chúng ta chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình hoạt động, ví dụ như nghề nghiệp. Hà Bình Ngon làm bên nông nghiệp, bên chuyên về cây bưởi, thì sẽ làm tốt công việc là phát triển cây bưởi và giới thiệu cho quý vị và con kỹ thuật cũng như cách chăm sóc và hướng đầu ra sản phẩm cho bà con. Hà Bình Ngon cũng hy vọng rằng qua những chương trình thực tế đi như thế này thì sẽ giới thiệu cho bà con rất nhiều những kiến thức để cho bà con ở nhà có thể tham khảo và lấy đó làm hành trang để sau này chúng ta có thể đi ra ngoài. Cảm ơn quý vị và con đã theo dõi video.